Xin chào các bạn nha. Mình vừa làm xong một cái chiếc Sirius thường nha các bạn. Bình xăng, độ đèn rất là hài hước nha. Một cái đuôi đèn hậu sau hai cái logo LED Audi đó, với lại một con chó nha. Một con chó cười ha ha. Đó, rất là vui, nhìn rất là vui nha các bạn. Chiếc Sirius này rồi mở nhanh đi anh. Mở nhanh đi anh. Coi mở chế độ mở nhanh các bạn. Logo sẽ chớp các bạn. Đó, thấy chưa? Ở đây luôn anh ơi. Đẹp lắm đó. Nhanh bên phải đó các bạn. Rồi. Rất là đẹp nha các bạn, nhìn thấy hài quá ha. Đuôi Sirius FE nha. Ủa xin lỗi các bạn, Sirius bình xăng rất thường. Chiếc xe của anh này đã lên rất là nhiều đồ, nhìn xe rất là cứng cáp và chất nha các bạn. Đó. Mua xe bán luôn. Có ai mua thì anh bán luôn. Vợ anh sắp sanh nè, anh không có tiền. Anh đổi xe xong giờ anh không có tiền để nhìn xe rất là chất. Đó. Nhìn rất là chất nha các bạn. Đồng hồ Casio luôn nè các bạn thấy không? Rồi, đây là led pha sáng nha. Các bạn thấy không? Led pha sáng. M3 mini. Rồi. Bắt xin nha anh ơi. Cái đầu bắt xin mình tắt đây, tắt đây bắt xin nha. Bắt xin nha. Rồi, giờ bắt xin luôn. Quay phim thì không có thấy được rồi, mà ngoài chói lắm. Sáng lắm rồi, ở ngoài sáng đã lắm. Rồi ok, rất là đẹp.